Xin mến chào quý vị khán giả đang nghe chuyện trên kênh YouTube Audio Kiếm Hiệp và kênh YouTube Chuyện Làng Ngọng thân mến. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tiếp tục đến với tập 148 của bộ truyện Ngược Về Minh Triều, tác giả Nguyệt Quan, qua giọng đọc thể hiện Khánh Duy. Trước khi nghe chuyện, các bạn hãy bớt chút thời gian nhấp like, share và comment cảm xúc của mình sau khi nghe xong chuyện. Các bạn cũng có thể donate ủng hộ động viên cho Khánh Duy bằng các hình thức đã được ghi dưới phần mô tả. Mọi sự ủng hộ quan tâm của quý vị, Khánh Duy xin chân thành cảm ơn. Và bây giờ, mời quý vị và các bạn chúng ta hãy cùng tiếp tục lắng nghe, theo dõi những diễn biến tiếp theo của câu chuyện Ngược Về Minh Triều tập 148 ngay sau đây. Tiếp theo phần trước, lại kể đến những ngày này, người tới cửa thăm hỏi thật là không ít. Tướng lĩnh ngoại tứ giao quân là 4 vị tổng binh Hứa Thái, Lưu Huy, Hạ Tam Đàn, Phùng Lạc và đám người Bành Kế Tổ lên Đắc Lộc cùng nhau tới chơi. Những người này đều là võ tướng thô lỗ, tính tình ngay thẳng. Khi vừa thấy Dương Lăng, Bành Kế Tổ và Liên Đắc Lộc một béo một gầy ôm chặt lấy Dương Lăng khóc giống lên. Âm thanh long trời lở đất trong ngoài Dương Phủ đều vang lên tiếng khóc. Cũng may hai ngày trước, khi bọn họ đến đây khóc nức nở, trên dưới Dương Phủ đã kinh qua bản lĩnh khóc giống của họ. Các nha hoàn tùy tùng làm như không thấy, thong dong bình tĩnh. Những người này vẫn chưa ra đến cửa chính thì Ngô Kiệt đã dẫn thân tín thuộc hạ ở trong triều tới cửa thăm. Người đứng đầu của họ đã trở lại, quả đúng là vui không nói lên lời. Các đáng đầu, thiên hộ, bách hộ ngồi trong sảnh khách tiền viện vừa nói vừa cười, tiếng cười sang sảng vang ra đến tận cửa chính đi. Đến buổi chiều, đám người Đới Nghĩa, Miêu Quỳ, Trương Vĩnh lại lần lượt kéo tới chơi. Mấy ngày nay bọn họ thực sự rất nghe lời Dương Lăng ở trước mặt Lưu Cẩn giả câm giả điếc, nhẫn nhục mà chịu đựng, tích lũy đủ sức lực đợi thủ lĩnh của phe mình trở về mới cùng Lưu Cẩn quyết tranh sống mái. Tin Dương Lăng chết truyền ra, tuy họ không phải là người đau lòng nhất, thế nhưng lại khẩn trương nhất và thất vọng nhất. Hiện giờ, khi thấy Dương Lăng, ba người không ngừng kể cục tức chịu đựng Lưu Cẩn mấy ngày nay giống như cáo trạng vậy. Nó đến chỗ phẫn nộ, họ không khỏi chửi ầm lên, làm hại những người tuần tra xung quanh Dương phủ đều cảm thấy kỳ quái. Tại sao hôm nay Dương Phủ ba hồi khóc, ba hồi cười, ba hồi lại chỉ mắng người ta như vậy? Nhưng kỳ quái là các quan trong triều cả ngày không có lấy một mống đến thăm, thế thì có chút không bình thường. Người bên ngoài cho dù không tiện công khai tới cửa, thế nhưng trên người đám Tiêu Phương rõ ràng là có dấu vết của Dương phái, không có lý do gì để y e dè. Dương Lăng lập tức phái người vào kinh tìm hiểu, tin đưa về chính là triều hội chưa giải tán. Dương Lăng nghe xong liền chấn động, trong triều xảy ra đại sự gì rồi đây? Chính Đức Hoàng Thượng chưa bao giờ mở thượng triều buổi trưa, hiện giờ chớ nói là chiều sáng, thời gian của chiều trưa cũng trôi qua rồi, có chuyện gì lại khiến cho văn võ bá quan ở suốt một ngày trong cung như vậy? Lúc này, triều hội vẫn đang dõng dạc tranh luận, văn võ bá quan giữa trưa chỉ uống một bát chạo loãng mà thôi. Cơm trong cung cũng không dễ ăn như vậy, đa phần những lúc Hoàng Thượng ban thưởng chỉ là nể mặt. 30 lạng bạc, 2 sấp tơ lụa, lễ khinh ý trọng chính là ý nghĩa như vậy. Ngự thiện phòng nghe nói Hoàng Thượng muốn ban thiện, đương nhiên cũng sẽ không thực sự dọn món thịnh soạn cho mọi người ăn. Thế nhưng báo quan còn đang tranh cãi, sáng sớm Chính Đức vô cùng cao hứng thượng triều, còn có người của Hàn Lâm Viện, Đô Sắt Viện dâng sớ thỉnh chỉ, yêu cầu hủy bỏ gia phong và ban thưởng với Dương Lăng. Rất nhiều quan viên lão thành đều cảm thấy Dương Lăng còn trẻ tuổi, ngay cả khi thực sự có công lớn, đường đường là thế tập hầu gia bình thường, ca ngợi đại công của hắn lúc này cũng lập tức đứng ra lên tiếng ủng hộ. Phe Lưu Cẩn đã được lão ra hiệu lên đứng ra phản đối. Chính Đức cũng hiểu lời mình, đã nói ra chính là tát nước ra ngoài, lý nào thu hồi lại được. Hơn nữa, trong lòng của y, công lao của Dương Lăng đủ để được xưng tụng danh hiệu quốc công. Lưu Cẩn phái nhiệt tình với Dương Lăng như thế, lập tức khiến cho ba đại học sĩ cảnh giác, chỉ nghĩ một chút liền đoán ra đây là hư kế, ngoài thăng trong dáng, tước quyền của Dương Lăng. Hiện tại trong triều chỉ có Dương Lăng mới có thể chống lại Lưu Cẩn mà thôi. Cho dù xuất phát từ mục đích gì, bọn họ bây giờ cũng cần Dương Lăng tại vị để phòng Lưu Cẩn độc chiếm đại quyền. Vì thế, ba người lập tức ra mặt, bảo mọi người đồng loạt tán thành hủy bỏ gia phong đối với Dương Lăng, tức bỏ danh hiệu quốc công. Nhưng lúc này, Lưu Cẩn khống chế được lại bộ, tay nắm đại quyền thăng giáng bá quan, quan viên thận nước đẩy thuyền, dính vào vũng nước đục có khối người. Lực lượng chủ yếu của Đô Sắt Viện cũng do lão nắm giữ. Đây là cơ quan ngôn luận, bọn họ dẫn chứng phong phú, lại cho rằng những lời vàng ngọc thánh chỉ của hoàng đế không có lý do gì thu hồi để mà phản đối. Lực lượng của họ trên thực tế đã chiếm tuyệt đối đa số ở trong triều. Hơn nữa, Hoàng đế Chính Đức cũng hiểu được, tước bỏ phong thưởng quốc công của Dương Lăng
về tình về lý đều không tiện nói, mà ba đại học sĩ và thanh lưu phái đã tỉnh ngộ lại không thể nói thẳng ra lợi hại ở trong đấy với hoàng thượng được, rất khó chống đỡ thế tiến công của vị quan tổng tài này. Bọn họ cũng không thể nói thẳng với hoàng thượng, phụ tá đắc lực người tin cậy nhất đã sớm tranh đấu đến tối mặt rồi. Lưu Cẩn là tên đại bại hoại, lão muốn chiếm quyền Dương Lăng, độc bá triều cương. May mà ba đại học sĩ đồng loạt phản đối, vì vậy mới miễn cưỡng ngăn được những lời nịnh nọt a dua của Lưu Cẩn phái đối với hoàng đế và Dương Lăng. Tranh luận vẫn liên tục đến xế chiều cũng không có kết quả gì cả. Chút phấn khích khi mới thượng triều của chính đức đã sớm bị những đại thần này chọc tức mất dạng, vì thế bực bội tuyên bố tan triều, ngày mai tính sau. Đợi cho triều hội tản ra, ba đại học sĩ cùng thương lượng sơ lược vài câu, liền ủy thác Tiêu Phương thân cận với Dương Lăng nhất chạy đi tìm hắn phân tích lợi hại, bảo hắn sáng sớm mai lập tức vào triều chủ động khước từ tất cả chức vụ gia phong. Dương Lăng ở trong phủ không biết xảy ra chuyện gì, trên Kim Loan điện chưa tan triều lại không ai có thể nghe được tin cụ thể, hắn đứng ngồi không yên. Cuối cùng hắn gọi người dẫn ngựa đến, đang định đích thân đi vào thông thành hỏi thăm một chút, kiệu quan của Tiêu Phương đã hối hả đến nơi. Dương Lăng nghe Tiêu Phương nói xong mới biết hôm nay trong kinh có động tĩnh lớn như vậy là vì uy quốc công hắn. Dương Lăng vốn không mấy hứng thú chuyện làm vương làm hầu, nếu không phải muốn gây dựng sự nghiệp ở thời đại này, dùng nỗ lực của mình để tránh cho đời sau có nhiều bi kịch, ngay cả chức xưởng công nội xưởng quyền uy hiển hách hắn cũng không nguyện ý nhậm chức, cho nên chỉ thản nhiên cười đồng ý khước từ chức vụ quốc công này. Tiêu Phương lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nếu như Dương Lăng chủ động khước từ, thiết nghĩ hoàng thượng cũng sẽ đồng ý. Tiểu hoàng đế trung quy vẫn còn trẻ, nhìn không thấu đáo âm mưu giả quyệt trong chốn quan trường được, mà người của Lưu Cẩn phái chỉ cho rằng luận công Dương Lăng phải được gia phong, căn bản cũng không đề cập tới chức vụ và quyền lực hiện tại của hắn. Những thứ này chỉ cần đưa Dương Lăng vào chồng chính thức quyết định tước bỏ chức vụ uy quốc công thì sẽ không sợ hắn không giao ra. Tiêu Phương và Dương Lăng ở trong thư phòng bí mật bàn luận đến tận chiều mới cáo từ rời đi, chuẩn bị triệu tập người của Dương Lăng phái ngày mai lâm triều cùng nhau tạo thế, giúp hắn tháo gỡ tức vị uy quốc gò bó này. Tiễn Tiêu Phương về, Dương Lăng trở lại thư phòng suy nghĩ lại toàn bộ sự việc. Lưu Cẩn làm vậy thật ra là một nước cờ hay. Lão ra vẻ chí công vô tư trước mặt hoàng thượng và người trong thiên hạ, vờ thân thiết với Dương Lăng để gây thiện cảm với hoàng đế, đồng thời lại buộc bản thân hắn giao lại quyền lực trong tay. Với thế lực hiện tại của Lưu Cẩn, chỉ cần giao quyền, có lý nào lại không quy về tay lão đây? Không thủ thì Lưu Cẩn có thể cắn chết, có điều ý chỉ của hoàng đế không dễ dàng rút lại. Công lao của Dương Lăng đủ để gia phong quốc công, hơn nữa chắc chắn bản thân hắn cũng không tiện trực tiếp chỉ rõ với hoàng thượng rằng họ tiến cử hắn là vì muốn tước bỏ quyền của hắn, muốn hắn ngậm bồ hòn làm ngọt. Tuy nhiên âm mưu này biết mà không phá thì thôi, đã gọi là âm mưu thì không thể chỉ rõ ra được. Một khi bị kẻ khác hiểu rõ dụng tâm của ngươi thì khó đạt được hiệu quả như mong muốn. Các lão thần trong triều lan lộn quan trường cả đời, sao có thể không đối phó lại mấy tên thái giám thiếu kinh nghiệm trong hậu cung được đây? Mưu kế này đã bị nhìn thấu, chỉ cần bản thân ra vẻ đường hoàng, kiên quyết từ chức, y còn có thể giở trò gì nữa đây? Lưu Cẩn lợi hại ở chỗ có thể đoán được tâm tư của hoàng thượng, lợi hại ở chỗ quan hệ thân mật giữa y và hoàng đế, chứ không phải y có quỷ kế lợi hại như thế nào ở trong chốn quan trường. Bằng không với quan hệ và quyền lực mà y sở hữu, lại không giống với bản thân hắn, làm đủ thứ cải cách và quan hệ lợi hại, không thể điều hòa với phái bảo thủ. Thế lực của y đâu chỉ phát triển như cục diện hiện giờ đâu. Nhưng đám người Trương Thái và Trương Văn Miện dưới trướng của y cũng không phải ngồi không. Bọn họ tất nhiên cũng sẽ dự đoán được hắn nhất định khước từ. Họ còn có thể giở đòn sát thủ nữa hay sao? Dương Lăng thầm nghĩ, mỉm cười. Bên cạnh ta có một nhà đại âm mưu, thật đáng tiếc nàng lại không ở đây. Bằng không nàng 89 phần có thể nhìn thấu âm mưu của đám Lưu Cẩn muốn sử dụng rồi. Ta có thể nắm rõ mà liệu trước tiên cơ. Hiện tại cũng đành đi bước nào xem bước đấy thôi. Dù sao cuộc chiến này cũng sẽ không chấm dứt trong nhất thời được. Ta muốn tước quyền của Lưu Cẩn, Lưu Cẩn cũng muốn tước quyền của ta. Ngày tháng vẫn còn dài mà. Lúc này Dương Lăng thấy ánh mặt trời dần tắt, đang định gọi người thắp đèn lên. Vân Nhi hai tay ướt sũng, trong tay còn cầm một cây kéo, thi lễ với Dương Lăng. Lão gia, các quản gia bảo tôi thông báo cho lão gia. Trước nhà có người đến thăm, xưng là họ Dương, tên Thận. Lão gia có muốn gặp không ạ? Sao, Dương Thận ư? Gặp chứ, mấy y đến hậu. À không, ta tự mình đi đón y. Dương Lăng mừng rỡ, vội vàng đứng lên đi ra ngoài. Hắn đi tới bên cửa, bèn nhìn sang Vân Nhi chợt hỏi. Mà ngươi đang giặt quần áo sao? Dạ, đúng vậy, thưa lão gia. Ồ, vậy ngươi cầm kéo làm cái gì? Vân Nhi cười khan nói. Quần áo rách rồi, tôi cắt ra rồi vá lại. Dương Lăng mở to hai mắt,
hiếu kỳ hỏi: "Vừa giặt vừa vá quần áo sao? Ồ, được rồi, ngươi lo việc của mình đi." "Vâng, lão gia." Vân Nhi nhanh như chớp liền chạy mất. Dương Lăng không kịp nghĩ gì, cũng vội chạy về phía tiền sảnh. Vừa thấy thư sinh áo xanh nho nhã đúng là Dương Thận, Dương Lăng cười to nói: "Dương Thận, quả nhiên là ngươi. Thật không ngờ ngươi tới nhanh như vậy. Ta vừa mới đến kinh còn chưa kịp gặp hoàng thượng tiến cử thì ngươi đã tới rồi." Dương Thận mỉm cười thi lễ lên tiếng: "Tiểu nhân đi sớm hơn đại nhân 10 ngày mà. Có điều hôm qua mới đến được kinh sư. Vừa đến liền nghe nói đại nhân gặp nạn, ngạc nhiên đến thất kinh hồn vía. Tiểu nhân đang hoang mang thì lại nghe đại nhân đã giục ngựa về kinh rồi. May mà việc đấy cũng không phải là sự thật. Đại nhân vừa mới hồi kinh, mọi việc phức tạp. Tiểu nhân định qua 2 ngày nữa mới đến hỏi thăm. Hôm nay nghe được một tin nên không thể không đến thăm trước kìa." "Sao?" Dương Lăng chớp mắt đăm chiêu rồi nói: "Đi đi đi đi, chúng ta đến thư phòng thong thả hàn huyên." Vừa vào đến thư phòng, Dương Lăng liền nghiêm nghị nói: "Thật lão đệ là vì hôm nay triều nghị bãi miễn tước vị uy quốc công của ta mà đến hay sao?" "Đại nhân liệu sự như thần, tiểu nhân đến là vì chuyện này." Dương Lăng cười ha ha nói: "Mời ngồi." Hắn ngồi sau bàn rồi bảo người dâng trà. Sau khi đóng kín cửa phòng, hắn liền hỏi: "Không biết thật lão đệ có gì chỉ giáo?" Dương Thận mỉm cười lên tiếng. Dương Thận mỉm cười nói: "Đại nhân, chức quốc công làm cũng được mà không làm cũng thế, vốn không quan trọng gì cả. Việc quan trọng chính là những kẻ này đẩy đại nhân lên trên rồi kéo đại nhân xuống dưới, đều là có chủ ý cả. Đại nhân nói xem có phải không?" Dương Lăng mỉm cười đáp lễ: "Được, ta đi thẳng vào vấn đề vậy. Người cứ đối đãi thành khẩn thôi, dù gì cũng muốn nói đến Lưu Cẩn mà thôi, có phải không?" Dương Thận nghiêm nghị đứng dậy, cúi người thật thấp nói: "Đúng vậy, tiểu nhân thỉnh giáo đại nhân, Lưu thế giám này như thế nào vậy?" "Chà chà, cái giọng điệu này..." Dương Lăng suýt nữa cũng đứng dậy cúi chào, nghiêm nghị trả lời: "Đồng Trác danh là hán tướng, thật ra cũng là hán tặc." Dương Lăng nghĩ ngợi một hồi rồi từ tốn nói: "Nếu như nói y là gian hoãn thì cũng được, mà nếu nói y là nịnh thần cũng được, gây hại không chỉ ở trong cung đình đâu." Dương Thận nhìn thẳng vào hắn lên tiếng hỏi: "Vậy hiện giờ đại nhân có thể vì nước trừ giặc hay không?" "Không thể nào." "Tìm khắp trốn, người có thể chống lại Lưu Cẩn duy chỉ có đại nhân thôi. Tiểu nhân cũng biết đại nhân và Lưu Cẩn như nước với lửa, không biết đại nhân khi nào lại kết thù với Lưu Cẩn vậy?" "Làm thế lực của y suy yếu, đả kích thế lực của y, khí thế của y, ta có thể làm được. Nhưng nếu muốn hoàn toàn loại bỏ tai họa này thì rất khó. Trừ phi Lưu Cẩn mất đi thánh sủng, nếu không chẳng ai loại trừ được y cả. Nhưng nếu y thực sự đã thất sủng rồi thì cũng không có nguy hại gì khác, cần gì phải diệt trừ y đấy?" "Đại nhân cùng với Lưu Cẩn đều kiêng dè lẫn nhau, dù có tranh đấu người thắng kẻ bại hay thế lực tăng giảm chẳng qua chỉ là nhất thời. Chỉ cần lúc dưới vây cánh của hoàng thượng kéo dài đấu đá, đấu hơn vài chục năm cũng không hiếm thấy. Cuối cùng ai thắng ai bại vẫn khó có thể đoán trước được. Thời khắc này danh vọng địa vị của đại nhân như mặt trời ban trưa vậy, lại là đại thần hoàng thượng tin cậy, thế nhưng cũng không thể hoàn toàn lật đổ được Lưu Cẩn, bởi vì vẫn còn thánh quyến. Mà chỉ cần có đại nhân, chính là lúc nào cũng nhắc nhở Lưu Cẩn không thể ngang ngược làm mất lòng vua được. Sủng tín của hoàng thượng chính là kim bài miễn tử cho Lưu Cẩn, y lúc nào cũng ở cạnh hoàng thượng, trừ bản thân y ra không ai có thể phá hoại quan hệ này được." Ánh mắt Dương Lăng thâm trầm lên tiếng hỏi: "Vậy người có diệu kế gì?" Dương Thận thản nhiên đứng lên, ngồi trở lại bên bàn, hớp miếng trà rồi nói: "Hôm nay nghe gia phụ nói đến triều nghị bàn việc tước chức quốc công của đại nhân, mà Lưu Cẩn ra sức bảo vệ, cơ hội tốt như vậy nên mới vội vàng chạy tới. Đại nhân, tiểu nhân cảm thấy nếu như đại nhân không ngại thì cứ bước vào cạm bẫy này của Lưu Cẩn đi, khiến cho y được lợi nhất thời, để đổi lấy cái lợi lâu dài cho triều đình." "Sao? Ngươi nói rõ hơn xem sao." Đệ nhất thiên tài Ba Thục tuy còn nhỏ tuổi, cũng không có kinh nghiệm làm quan, thế nhưng đọc rộng, hiểu nhiều, kiến thức phi phàm, Dương Lăng cũng biết. Dương Thận thong thả nói: "Lưu Cẩn đây là muốn dùng mưu đoạt quyền của đại nhân rất khó. Các ngài không chỉ có một mình kẻ quyền cao chức trọng, bên cạnh dĩ nhiên cũng dựa vào nhiều người cùng chí hướng. Tương tự, đại nhân nếu muốn trừ họa Lưu Cẩn cũng rất khó, bởi vì y cũng liên lụy tới tầng tầng lớp lớp quan hệ, thậm chí còn có cả hoàng thượng nữa kìa. Trong triều chính rất khó dùng âm mưu quỷ kế mà đánh bại đối phương, bởi vì trong triều chính phe phái bất đồng chính kiến hết sức rõ ràng. Hành vi của ngươi đại biểu cho lập trường của ngươi, mỗi một cử động của ngươi đại biểu cho lợi ích của ngươi. Kẻ thù có thể đoán được ý đồ của ngươi cũng là từ đó. Cũng giống như hôm nay vậy, đại nhân không ở trong triều mà âm mưu của Lưu Cẩn vẫn có người nhìn thấu, căn cứ lợi ích của y mà phỏng đoán mục đích của y, vì thế mà ra sức ngăn cản.
chờ ngày mai đại nhân vào triều kiên quyết khước từ, âm mưu của y thất bại thì ván này sẽ hòa nhau. Lưu Cẩn không bị tổn thất, đại nhân cũng không có gì tổn hại cả. Âm mưu nếu muốn thành công, trừ phi đối thủ biết mà không phá, hoặc là chờ đến khi y hiểu hoàn toàn thì đã trễ rồi. Âm mưu nếu muốn thành công, trừ phi đối thủ biết mà không phá, hoặc là chờ đến khi y hiểu hoàn toàn thì đã trễ rồi. Nhưng đại nhân và Lưu Cẩn không phải quan lại bình thường, hai người đều là người hoàng thượng tín nhiệm nhất. Nếu muốn lật đổ đối phương, bất kể dùng bao nhiêu tâm cơ, cuối cùng cũng sẽ lộ ra cả thôi. Mà lúc này đối phương chỉ yêu cầu trợ giúp hoàng thượng là có thể vãn hồi thế cục, ít nhất có thể bảo tồn thực lực, sau đó chờ cơ hội ngóc đầu trở lại. Ta nói đấu đá trong triều thậm chí có thể kéo dài vài thập niên, đó chính là đạo lý này đây. Khi thì mạnh, khi thì yếu, cuối cùng có phân cao thấp với nhau. Ánh mắt của Dương Lăng hơi nhau lại, gật đầu nói. Nói tiếp đi. Dương Thận tiếp tục. Đại nhân, thứ thực sự quyết định thắng bại chỉ có thực lực thôi. Xuân Thu Ngũ Bá hay Chiến Quốc Thất Hùng, thậm chí Cổ Kim Hào Kiệt, có ai không nương tựa thực lực mạnh mẽ của mình, bắt buộc đối thủ cúi đầu làm theo quy củ của mình không? Với thực lực của đại nhân và Lưu Cẩn, muốn lớn mạnh đến đâu mới có thể hoàn toàn đánh bại được đối phương đây? Đó chính là thánh tâm, được thánh tâm và mất thánh tâm, đây là thực lực lớn nhất rồi. Dương Lăng cười ha ha, mượn một câu của Lỗ Tấn nói. Đúng vậy, kẻ dùng âm mưu thành đại sự xưa nay không có. Hết thảy mưu ngầm hay mưu rõ đều không chịu nổi một đòn trước mặt thực lực tuyệt đối. Âm mưu chỉ có thể phụ trợ thực lực, lại không thay thế được thực lực kia. Quyền lực của ta và Lưu Cẩn chính xác đều đạt đến đỉnh cao nhân thần, hơn nữa đều rất được thánh thượng tín nhiệm. Nói trắng ra thì chúng ta muốn dùng thực lực để đánh bại thực lực của đối phương đều đến từ hoàng thượng cao quý cả. Vậy làm như thế nào để đối phương đánh mất thánh tâm đây? Dương Thận mỉm cười lên tiếng. Hôm qua nếu không phải đại nhân chết đi sống lại, hôm nay lâm triều, Lưu Cẩn sẽ làm chuyện đánh mất thánh tâm đầu tiên rồi. Nhốt toàn bộ bá quan văn võ vào tù, đó là việc lạ trước giờ chưa từng có. Đại nhân đánh vào mặt mũi của y, thế nhưng cũng thay y thoát được một nạn. Lưu Cẩn có thể nói là mất cái này được cái kia rồi. Đại nhân vừa mới xuất hiện, Lưu Cẩn liền e dè, tất nhiên sẽ kiềm chế nên rất khó bắt được chứng cứ y đánh mất thánh tâm. Nếu như đại nhân thản nhiên nhận chức vị quốc công này, ngoại trừ sự kinh dè, Lưu Cẩn tất nhiên sẽ chứng nào thật đấy, làm điều ngang ngược mà thiếu đạo đức kìa. Tín nghĩa được mất, mây mưa thất thường, thực sự có thể qua được tai mắt của người trong thiên hạ hay sao? Lưu Cẩn là người ngông cuồng, hiện tại lại có đại nhân ở đây, y còn biết thu mua lòng người. Đại nhân nếu như không trở thành mối uy hiếp nữa, những người đó sẽ hoàn toàn trở thành nô tài, bọn họ cam tâm hay sao? Bây giờ đại nhân ở đây, những người đó cần Lưu Cẩn lãnh đạo đối phó. Khi đó Lưu Cẩn một tay giữ đại quyền, bọn họ không đỏ mắt hay sao? Sát khí trong triều lúc đấy phát sinh rồi. Hôm qua tưởng rằng đại nhân đã chết, Lưu Cẩn liền xem bá quan là chó, làm việc còn không kinh rẻ hơn hoàng thượng. Đến lúc đó sẽ có chuyện gì nữa đây? Ngoài triều sẽ phát sinh sát khí. Lưu Cẩn thi hành chính trị bất công, lại chứa nhiều phương pháp lỗi, khiến dân chúng oán than, độc chiếm đại quyền, tập trung toàn bộ oán hận trong thiên hạ về một thân hắn. Sát khí trong thiên hạ cũng đã phát sinh. Dương Thận mỉm cười rồi bình tĩnh nói. Những người bên cạnh Lưu Cẩn đều là hạng người thay đổi thất thường, hám lợi, nhưng ánh mắt quả thực khôn khéo gấp bội Lưu Cẩn. Khi Lưu Cẩn không còn thuốc chữa nữa, trở thành kẻ địch của thiên hạ, để lửa bén thiêu thân, những người này cũng sẽ nảy sinh ý định tiêu diệt Lưu Cẩn, sát khí bên cạnh cũng sẽ phát sinh. Trong triều, ngoài triều, thiên hạ, rồi bên người, đâu đâu cũng là sát khí cả. Những lời bất lợi liên tục rót vào tai hoàng thượng. Trong lúc đấy, đại nhân vung tay hô lên, thiên hạ thuận theo. Hoàng vỗ long án một cái, đầu người rơi xuống đất rồi, đại cục từ nay về sau đã định. Tiểu tử này nhìn có vẻ là một đứa trẻ ngoan, thế nhưng còn âm hiểm hơn cả cha y kìa, rất biết lợi dụng lòng người. Hắn cũng không biết, nếu chẳng phải mình mời Dương Thận này đến bên cạnh, mười mấy năm sau, Dương Thận sẽ hô khẩu hiệu nổi danh nhất lịch sử Thế Minh bên Kim Thủy Kiều. Quốc gia dưỡng sĩ 150 năm, thủ lễ chết vì nghĩa ngay vào hôm nay. Chỉ một câu nói đã kích thích nhiệt huyết của người đọc sách. Ngay tại đó còn có hơn 200 quan theo y chạy đến cửa hoàng cung tìm hoàng thượng gây rối. Lợi dụng lòng người chính là sở trường của Dương Thận. Tiểu tử này nhìn như vô hại, thế nhưng lại là một nhân vật nguy hiểm. Dương Lăng cúi đầu trầm ngâm. Dương Thận thì đang tạo thế, quyền lực thì như lửa. Lưu Cẩn không phải là người có thể nắm quyền lực tốt cho lắm. Cho y thực lực lớn hơn nữa chính là khiến cho y tự hủy hoại thực lực. Chỉ có điều cái kế muốn lấy được gì, trước hết phải cho đi là tự chặt đứt đường lui của chính mình. Nếu như Lưu Cẩn chịu nghe theo phụ tá bên người khuyên can, không thể chơi với lửa, có ngày chết cháy, ta chẳng phải lợn lành trở thành lợn què rồi hay sao? Dương Thận nhìn ra được tâm ý của hắn, lại cười nói. Đại nhân là quốc công hay sửng đốc cũng không quan trọng, quan trọng là không mất thực lực kìa. Thực lực này là do quyền, danh, thế, tín mà tạo thành.
đại nhân lấy quốc công mà bỏ quyền lực thì danh thế tín đều có. Về phần quyền lực ư, đại nhân sao có thể so bì với quốc công khác được? Ban đầu khi Đại Minh mới lập quốc, các vương hầu công khanh môn sinh bạn cũ, rồi thì cấp dưới khắp thiên hạ, há chẳng phải có lộc không quyền đấy ư? Nếu không thái tổ hoàng đế cũng sẽ không đời sau nhậm chức, từ khi mới ra đời liền nhận tước vị rồi. Quan viên trong thiên hạ ra hết khoa cử, không quan hệ tới việc này. Quyền này đương nhiên không nói tới, mà đại nhân thì không phải. Bất kể trong triều, văn chức trong quân, có bao nhiêu người là cấp dưới đây? Hoàng thượng trọng để đại nhân có bao nhiêu phần đây? Trong triều có ai có thể thay thế được đây? Trong lòng của Dương Lăng liền vỡ lẽ. Vốn dĩ ta có để lại một trước và hai năm trước, hiện giờ có thể dùng được rồi. Tiền danh Dương Thận này, nước cờ hiểm này thật là không tệ. Có điều ta không thể không cẩn thận mà dư sức lật ngược tình thế, lập tức tách các thế lực ngầm dưới danh nghĩa nội sưởng ra khỏi đấy. Sau đó theo kế mà làm, có lẽ đấy thực sự là biện pháp diệt trừ hoàn toàn Lưu Cấn. Còn về phần độc chiếm đại quyền sao? Ta thả có thê thiếp xinh đẹp, vinh hoa phú quý, chỉ cần triều đình ổn định, triều chính ổn định, chẳng lẽ ta còn thiếu dịp gánh danh hiệu Dương chém đầu tiếp tục chu du thiên hạ hay sao? Dương Lăng nghĩ đến đây, hắn liền cười nói: được, cứ làm như thế đi. Sáng sớm mai bổn quan sẽ vào triều, sẽ như Lưu Cẩn mong muốn, tranh đoạt chức quốc công từ tay các quan. Về vườn sao? Quen rồi thì chẳng có vấn đề gì cả. Sao? Về vườn? Đúng vậy, về vườn. Về mãi cũng thành quen rồi. Lúc bấy giờ, công chúa Vĩnh Phúc đang ở Thập Vương Phủ cùng Ninh Thanh công chúa cho hơn 10 lồng chim tước ăn ở hành lang. Vĩnh Thuần hớn hở đi đến, thấy Vĩnh Phúc liền cười nói hì hì: tí tí, muội vừa mới ở chỗ mẫu hậu nghe thấy một chuyện có liên quan đến đại sự của tỷ kia, tỷ có muốn nghe không? Công chúa Vĩnh Phúc tò mò nói: đại sự gì, nói nghe thử xem. Nói thì có thể, tuy nhiên cặp vòng đuôi phượng của tỷ phải tặng muội làm quà cảm ơn mới được. Ủy hiếp ta sao, tỷ không nghe đâu. Công chúa Vĩnh Phúc nhăn mũi, cố ý chọc tức nàng ấy. Hey, nhỏ mọn vậy sao? Được rồi, nói cho tỷ nghe vậy. Hôm nay mẫu thân tìm hai vị quốc cứu đến, thảo luận chuẩn bị kén phò mã cho tỷ kia. Vĩnh Du công chúa chắp hai tay sau lưng, tươi cười rạng rỡ: hả? Chiêu phò mã sao? Công chúa Vĩnh Phúc thấy bối rối, cung nữ thái giám bên cạnh nghe xong vội vàng quay quanh lại chúc mừng: chúc mừng trưởng công chúa điện hạ, chúc mừng trưởng công chúa điện hạ. Vĩnh Thần công chúa đuổi họ như đuổi gà: đi, các ngươi đi hết đi, thái hậu vừa mới có ý định này thôi, chuyện chưa tới đâu cả, chúc mừng cái gì chứ. Linh Thanh công chúa thở dài buồn rầu lên tiếng: nhanh thật đấy, nói vậy muội mới phát hiện Vĩnh Phúc thật sự đã là đại cô nương trưởng thành rồi. Vĩnh Thần công chúa cười nói: vậy thì có gì mà thở dài chứ, hoàng cô không phải thích khai tỷ muội chúng ta đến chơi với muội hay sao? Đợi tỷ tỷ chiêu phò mã rồi sẽ đến Thập Vương phủ, mỗi ngày đều ở cạnh cô. Ninh Thanh công chúa cười bất đắc dĩ nói: cô quý mến hai người, mới không muốn cho hai người, không biết thái hậu có tìm được người thích hợp hay chưa, hy vọng có thể tìm được người có quyền thế cho Vĩnh Phúc kìa, đỡ phải chịu khí xấu của nữ quan và đám hoạn quan. Vào Thập Vương phủ này cũng giống như trúc nữ và nghiêu lang vậy, lại giống như chim tước trong lồng. Nàng nói đến đây đột nhiên nghĩ đến người thực sự có quyền thế, ai nguyện ý kết thân với hoàng gia để con trai của mình làm phò mã như quá vợ hay sao? Vĩnh Phúc là đứa nhỏ tuấn tú hiền lành như vậy, vận mệnh lại giống như mình bị giam cầm trong đại viện thâm cung, uổng phí hồng nhan tuổi trẻ, không khỏi lại sầu não thở dài. Nàng lau nước mắt nơi khóe mắt, đột nhiên thấy không nên nói những lời này ngay trước mặt Vĩnh Phúc, vội vàng liền tươi cười: làm người trưởng thành, sắp cả chồng chiêu tế rồi, có thái hậu làm chủ, Vĩnh Phúc nhất định có thể tìm được lang quân như ý, phù sướng phụ tùy, ân ái vô cùng. Đợi tương lai có con, muội coi hoàng cô vừa cao hứng liền đi xa quá rồi. Vĩnh Thần công chúa nghe thấy mà mặt mày hớn hở, hai mắt người sáng nói: sinh bảo bối sao? Tỷ tỷ của muội ư? Rất thú vị mà. Công chúa Vĩnh Phúc không để ý tới giọng cười ngô nghê của muội muội, nàng chú ý tới vẻ u buồn trên mặt Ninh Thanh. Lúc này nàng mới phát hiện cô mới 35 tuổi, chỉ lớn hơn mẹ 4 tuổi, nhưng mẹ lúc trẻ lại giống tỷ tỷ của mình, mà cô lại trong lúc vô ý bên tóc mai của nàng đã có vẻ sợi tóc bạc, trên mặt cũng có nếp nhăn nhàn nhạt. Nàng trước giờ chưa từng nghĩ đến cuộc sống cả làm vợ người ta, trong phủ công chúa của nàng không có gì trói buộc, thoải mái tự tại, hiện tại nước đã đến chân, trong lòng của nàng trống rỗng hoang mang. Mẫu hậu kén phò mã cho mình sao? Hình dáng y như thế nào đây? Là cao hay là thấp? Là béo hay là gầy? Là người ra sao? Tính tình như thế nào?
Mình muốn chuyển vào thập vương phủ, ở cùng với các công chúa khác, mỗi ngày chăm sóc chim chóc mèo con là được rồi. Công chúa Vĩnh Phúc mơ mơ màng màng, cũng không biết Ninh Thanh công chúa nói gì với mình. Đợi nàng định thần lại mới thấy Vĩnh Thuần công chúa đang kéo tay của mình đi trong ngự hoa viên. Vĩnh Thuần rất chân thành dặn nàng: Tí nhất định phải chiêu một phò mã tuấn tú một chút vào, sinh một quả bối đẹp một chút cho muội chơi cùng. Cả ngày muội không làm gì, chán lắm. Sắc mặt công chúa Vĩnh Phúc hơi ửng hồng, đánh mượn muội mình vài cái, rồi nũng nịu nói: Lại nói hưu nấy vướn, để mẫu hậu nghe thấy sẽ giáo huấn muội đấy. À, là Hoàng Huynh, hôm nay Hoàng Huynh cũng đi dạo ngự hoa viên kìa. Hiếm thấy mà, Hoàng Huynh, bọn muội ở đây này. Vĩnh Thuần công chúa nhón chân gọi với, chính đức ló đầu ra từ một hòn giả sơn, vừa thấy các nàng, liền cười nói: À, hóa ra là các muội ở đây sao? Y liền đi ra, theo sau đó là Mã Vĩnh Thành, hắn đến gần nói: Chấm đang muốn đi tìm các muội đây, mùa này cũng không có gì đẹp để ngắm cả, tại sao lại đến ngự hoa viên vậy? Tú Ninh, mẫu hậu hôm nay tìm ta, nói nên thu xếp việc chiêu phò mã cho muội kìa. Ừ, để ta xem nào. Chà, quả nhiên là đại cô nương trưởng thành rồi, nên kén phò mã rồi, chấm cũng thật là sơ ý quá đi. Vĩnh Thần công chúa vội nói: Hoàng Huynh, Huynh hạ chỉ bảo đại thần tìm phò mã cho hoàng tỷ đi, sinh một bảo bối anh tuấn một chút vào. Chưa dứt lời, miệng đã bị Vĩnh Phúc che lại, đôi mắt hạnh hung hăng nhìn nàng. Chính đức bật cười nói: Điều thứ nhất thì dễ làm, còn điều thứ hai chấm không hạ chỉ được. Ngự muội của chấm không hạ chỉ cũng sẽ sinh được một bảo bối xinh đẹp thôi. Vĩnh Phúc hết cách với đại ca mình, nàng dậm chân sẵn giọng: Hoàng Huynh, Huynh nói hàm hồ gì vậy? Vĩnh Thuần công chúa chớp mắt chợt nói: Hoàng Huynh, việc của tỷ tỷ là đại sự, hay là để Dương Lăng mà Huynh tín nhiệm nhất chọn phò mã cho tỷ ấy đi, người đó nhất định sẽ cố gắng làm việc cho Huynh mà. Dương Lăng sao? Vĩnh Phúc lại ngây ra, chính đức vui vẻ nói: Chủ ý này không tệ, đại hôn của trẫm chính là Dương Thị Độc làm hôn sự thiên tử, hôn sự của hoàng muội cũng giao cho hắn xử lý. Được, Tú Ninh, muội vui không? Muội vui, đều nghe Hoàng Huynh an bài vậy. Vui sao? Chấm thấy muội cứ buồn bực không vui mà. Đúng rồi, Dương Khanh xử lý những việc cần làm rất tốt, nhưng làm hôn sứ thì không được. Cứ xem hắn tìm giúp cho ta một hoàng hậu, hai phi tần, vẫn là chấm tự mình tìm thì vừa ý hơn kìa. Tiên nhi của ta, đúng rồi, hay là ngự muội cũng tự tìm phò mã đi, giống như diễn kịch vậy, ném tú cầu chọn rễ, được không? Chính đức chưa kịp cười, bên cạnh có người quỳ xuống, chỉ thấy sắc mặt Mã Vĩnh Thành kinh sợ. Vạn lần không được đâu hoàng thượng, đường đường là công chúa đại minh, sao có thể xuất đầu lộ diện tự tìm phò mã được? Còn muốn ném tú cầu chọn rễ, không thể tha, không ra cái thể thống gì cả, đó là vi phạm tổ chế rồi, điều này quả thực... Người thật sự là đáng ghét mà. Chính đức hoàng đế trừng mắt nói: Hoàng đế không vội, thái giám vội, trẫm chỉ đùa với ngự muội một chút, ngươi la hét như vậy làm gì? Ném tú cầu sao? Nếu chẳng may chúng phải tên mặt sẹo, mặt dỗ, đây chẳng phải là thu thiệt lớn rồi hay sao? Người ngốc mà xem trẫm cũng ngốc như ngươi sao? Cút đi, mau chuyển chỉ, lệnh cho Dương Lăng ngoài triều, tất chân trong triều, còn Thọ Ninh hầu ba người phụ trách tuyển phò mã cho ngự muội của ta. Mau, đi. Mã Vĩnh Thành vội vàng bỏ dậy rồi chạy té khói. Chính đức và Vĩnh Phúc, Vĩnh Thuần lại hàn huyên một hồi. Hắn nhìn sắc trời: Trẫm hôm nay hẹn nhất tiên, không ở lại trong cung được rồi. Trẫm đi rồi, ngự muội miễn lễ, không cần tiễn đâu. Công chúa Vĩnh Phúc khoan thai đứng dậy, nhất thời trong lòng rối loạn, thế nhưng lại không biết bản thân muốn nói gì. Chỉ có Vĩnh Thuần công chúa giống như chim khách vui vẻ huyên thuyên bên tai của nàng: Tí, Chu Tương Nhi chẳng phải gửi thư nói Dương Lăng phái người giam lỏng nàng ấy một tháng, nhờ tỷ tỷ xử trí hắn hay sao? Hắn làm chiêu thân sứ chính là một cơ hội, lần này nhất định phải xử lý hắn tới cùng mới được. Sáng sớm, sau khi chính đức hoàng đế rửa mặt, chải đầu, liền đến đình viện luyện công phu, thuận tay cầm khăn cho Khâu Tụ, đưa lau mồ hôi ở cổ. Khâu Tụ cười nịnh nói: Hoàng thượng, công phu của người càng ngày càng xuất sắc rồi, uy lực vung đao thì như mãnh hổ, nô tỳ đứng cạnh cũng cảm thấy giật mình. Hả, đây là chấm học từ ngoại tứ gia quân và biên quân tướng sĩ. Đao pháp này là đại minh ta dạy binh sĩ trong quân sử dụng. Có câu nguyệt côn niên đao, cả đời thương. Đao tuy không khó luyện nhất, thế nhưng so với khi chấm theo cẩm y vệ, luyện kiếm pháp trước kia còn khó hơn. Giết địch trên chiến trận, nhắc đến thì đao vẫn làm chủ. Chính đức được Khâu Tụ khen, nhân cơ hội khoe khoang: Khí thế đao mạnh, lực phải lớn, nhất là đơn đao. Đơn đao phải xem tay, song đao thì xem bước.
lực tay của Trẫm vẫn chưa đủ mạnh. Nếu ngươi nhìn thấy Hứa Thái dùng đao, nhất là Đỗ Phong Tử và Kinh Phật Nhi của Đại Đồng Phủ, đó mới là đao pháp sắc bén như giết thần. Dạ, dạ, hoàng thượng rộng lượng vô cùng, nô tỳ khâm phục rồi. Mà cũng sắp thượng triều rồi kìa, hoàng thượng nên thay đổi thôi. Khâu Tụ căn bản không biết võ công, nghe không hiểu gì, sợ định bợ quá mức. Vừa nghe Chính Đức muốn luận đao pháp với mình, y vội vàng chuyển đề tài khác. Hả? Chính Đức thấy sắc trời đã sáng, đã đến lúc thượng triều rồi. Thiết nghĩ hôm nay bá quan sẽ lại đấu nước miếng nữa. Có điều y cũng không thèm lo. Chiều hôm qua gặp Đường Nhất Tiên, y đã nói ý định của mình với Đường Nhất Tiên, bảo nàng trở về nói với Dương Lăng sáng sớm mai vào điện. Hoàng thượng muốn đích thân ra phong quốc công, xem quan viên còn có thể lắm mồm thế nào được nữa đây. Chính Đức cười đắc chí, bèn phân phó. Mau bẻ loan giá, Trẫm thay triều phục rồi đi. Y ném khăn cho Khâu Tụ rồi bước về phòng. Khâu Tụ ở sau lưng Chính Đức dùng tay ra hiệu với Tiểu Hoàng Môn đứng ngay cạnh cửa, sau đấy xoay người ra ngoài. Cửa mở ra, Chính Đức bước vào. Bốn Tiểu Hoàng Môn hầu hạ thay đồ, đang chỉnh vương miện và long bào, đồng thời cũng trò chuyện, dường như không hề chú ý tới hoàng thượng đã vào. Một Tiểu Hoàng Môn trong đó nói: Nghe nói hôm qua hoàng thượng vào chiều sớm, quan lại yêu cầu bãi miễn gia phong đối với Dương Lăng, Dương đại nhân, kết quả lại có người phản đối, triều hội mở đến tận chiều cũng chưa thể định luận được. Hôm nay lâm triều quan lại hẳn lại sẽ tranh cãi nữa đây. Một tiểu thái giám khác nói: Hay, có gì phải làm ầm lên, chỉ cần Dương đại nhân không muốn làm quốc công thôi, hoàng thượng có thể miễn cưỡng ngày ấy được hay sao? Hoàng thượng sủng ái Dương đại nhân mà. Người biết cái quái gì, quốc công sao? Thế tập công gia và thế tập hầu gia là đẳng cấp. Dương đại nhân nếu như làm quốc công rồi, còn có thể đảm nhiệm đề đốc nội sướng, còn có thể làm đốc quản hải vận Giang Nam, còn có thể là đảm nhiệm thường chức trong triều hay sao? Hiện tại Dương đại nhân rất oai phong, thiên hạ hôm nay ngoại trừ hoàng thượng thì chính là Dương đại nhân rồi. Còn nếu như trở thành quốc công, Dương đại nhân mới có 20 tuổi trời, phải từ bỏ quyền lực lớn đến như vậy, chịu mới là lạ. Một người là quốc công không quyền không thế, một người là đại quan nắm quyền hành lớn, đồng thời còn có thế tập hầu gia đủ để con cháu hưởng mãi không hết kìa. Ngươi chọn đi, nếu là ngươi thì ngươi sẽ chọn ai? Ta nếu có thể làm tập đại tổng quán Ngự Thiện Phòng thì cũng đủ rồi, mỗi ngày có đồ ăn ngon để ăn, ta nào dám nghĩ nhiều như vậy. Ta khinh, biết ngay ngươi không có tiền đồ mà. Ngươi có tiền đồ, vậy ngươi muốn làm cái gì? Ta mong cố gắng thêm 30 năm làm đến quản sự của Kính Sự Phòng. Hey, số phận hẩm hiu. Trong lòng Chính Đức thấy không thoải mái. Dương Khanh hắn thật sự để ý quyền thế như vậy hay sao? Muốn dưới một người trên vạn người, làm đệ nhất quyền thần của đương triều hay sao? Một tiêu u ám dấy lên trong lòng của y. Không thể nào, không thể nào. Trong lòng Chính Đức hơi hốt hoảng. Y không tin Dương Lăng có ý định mưu nghịch, nhưng Dương Lăng trong lòng y thực sự là một thần tử hoàn mỹ nhất, về mặt cảm tình giống như huynh đệ thủ túc. Y không muốn người mình tin cậy nhất lại có tư tâm như thế. Chuyện thường tình của con người y nguyện ý cho, song lại không muốn người lúc nào cũng nhớ đến. Sắc mặt của Chính Đức trầm xuống, y đằng hắng một tiếng. Bốn Tiểu Hoàng Môn quay đầu lại thấy hoàng thượng tới, bèn vội vàng quỳ xuống dập đầu. Chính Đức không vui bảo người chỉnh áo mũ. Sau khi chỉnh tề, y bước vào phòng, đi về phía nghi trượng cùng các hoạn quan theo hầu. Khâu Tụ nhìn thấy thần sắc của y, trong lòng mừng thầm. Chỉ cần gieo mầm mống nghi ngờ trong lòng của hoàng thượng, có điều kiện có lợi khi công công và bọn ta luôn ở cạnh hoàng thượng, dù bọn họ là anh em ruột cũng sẽ hãm hại nhau dưới sự châm ngòi không ngừng của bọn ta thôi. Để mầm mống nghi ngờ trong lòng hoàng đế mọc rễ nảy mầm càng ngày càng lớn, thậm chí để đến mức ngươi chết ta sống kìa. Dương Lăng ơi Dương Lăng, làm công gia thanh nhàn không chịu, ngươi lại tự đào mộ chôn mình, đừng trách bọn ta không trượng nghĩa với ngươi. Trương Văn Miễn thật không hổ là đệ nhất cơ trí bên người Lưu công công. Kế sách của Mã công công được y bổ sung có bước mai phục này, các kế sau có thể thuận lợi hơn được rồi. Kẻ đọc sách đúng là giết người chỉ cần há miệng mẹ nó thôi. Văn võ bá quan đều tới, không ai xin nghỉ. Dù thực sự có người đau đầu khổ não, họ cũng dùng tinh thần không sợ cách mạng cản trở hỏa tuyến vào chiều từ sớm. Trải qua hiệp đọ sức đầu tiên ngày hôm qua, hai bên đều chuẩn bị đầy đủ về các mặt pháp lý, chính thế, quan chế, tổ chế, chuẩn bị tiếp tục liều chết đánh cược một phen. Nhất là ngày hôm nay, mồi lửa của cả sự việc Dương Lăng, Dương đại nhân cũng đứng ở kim điện, mãng bảo đai ngọc, áo mũ chỉnh tề. Hắn đứng tại chỗ đấy, hai mắt như mở như khép, thần khí không mấy khác lúc mới đầu khẩu chiến ở tiệc. Những kẻ bị hắn chỉ trích không khỏi ngấm ngầm mà xì xào. Chính Đức vào điện yên vị, ánh mắt vừa chạm phải Dương Lăng, một chút nghi ngờ trong lòng y lập tức tan thành mây khói. Chỗ khác nhau giữa Dương Lăng và những quan viên khác chính là ánh mắt mà hắn nhìn bản thân y. Cho dù hắn đang hành đại lễ ba quỳ chín lạy,
trong mắt của hắn cũng không hề có sự kính sợ vô hạn của thần tử đối với hoàng đế chí cao vô thượng. Đó là một cảm giác thân thiết, một cảm giác quan tâm, một người không sợ quyền uy. Tại sao lại để ý quyền lực? Hắn sẽ tham quyền, chuyên quyền hay sao? Ti điện thái giám đã thay người, Tất Vân bị Lưu Cẩn đuổi tới lãnh cung quét sân. Đổi lại là thái giám Tôn Vân của nội quan giám. Tiểu thái giám tuổi không lớn lắm, chỉ tầm 19 tuổi, từng học ở nội thư đường, từng là tùy tùng cận thân của Càn Thanh Cung. Kế nhiệm viết chữ ở ti lễ giám. Tuy không phải thân tín của Lưu Cẩn, có điều con người cực kỳ thành thật. Hơn nữa cũng được chính đức yêu thích, cho nên Lưu Cẩn vừa nhắc tới, chính đức liền gật đầu đồng ý. Tôn Vân đợi bá quan kiến giá xong, ai ấy về chỗ của mình, lúc này y mới xứng lên. Văn võ bá quan, có việc mau tấu, không việc bãi chiều. Dương Lăng liếc qua Tiêu Phương, Tiêu Phương lập tức đứng ra nói. Khởi bẩm hoàng thượng, thần có bản tấu. Kính thưa quý vị khán giả thân mến, tập 148 của chúng ta tạm thời kết thúc tại đây. Thì tập này thời lượng hơi ngắn do Khánh Duy căn thời gian không chuẩn. Thì tập tối thì Khánh Duy sẽ tăng thời lượng lên một chút. Các bạn nghe tạm, chúc quý vị nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.